Xin chào các bạn! À, đến với chủ đề tiếp theo trong series Học Từ Vựng Theo Chủ Đề thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có một chủ đề liên quan đến đó là chủ đề trường học, liên quan đến việc học tập của chúng ta, đúng không nào? Hay, ok, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu luôn vào chủ đề ngày hôm nay nhá! Các bạn hãy nhìn lên trên màn hình này ạ! Vẫn như những chủ đề trước, đúng không ạ? Thì chúng ta vẫn sẽ có những cái từ vựng uh, có màu đậm ở vòng bên trong cùng, thì sẽ là những cái từ vựng mà gần gũi, quen thuộc với chúng ta hơn và càng Càng màu càng nhạt ra phía bên ngoài thì sẽ là những cái từ vựng có thể là khó hơn hay là ít dùng hơn chẳng hạn chưa nào đúng không? Đúng không? Ok hay. chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cái vòng trong cùng vòng màu xanh đậm đầu tiên trước nhá chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào từ vựng chúng ta sẽ có nhìn cái từ vựng à, đầu tiên đó là cái từ Yochi Yochi cái từ này nó sẽ là cái từ gì nhỉ chính là mẫu giáo nhà trẻ đúng không ạ hay, ok. Tiếp theo chúng ta nhìn sang bên trái luôn cái từ shogakko. Ừ, shogakko. À sorry mọi người sang bên phải đúng không? Hai, shogakko là trường tiểu học này. Đấy, mẫu giáo này, đến tiểu học tiếp theo chúng ta có từ gì đấy? Chugakko, đúng nào? Chugakko thì sẽ là trường trường cấp 2 á. Rồi, tiếp theo trường cấp 2 sẽ là trường gì ạ? Trường cấp 3 đúng không? Trường cấp 3 sẽ đọc là gì đấy? Koko. Koko. -ko hai cái đều có trường âm đúng không nào và đến trường cấp 3 rồi thì lên một bậc nữa nó sẽ là bậc đại học đúng không thì nó sẽ là đại học hay đại học đại học rồi lên trên đại học nữa thì chúng ta có bậc gì ạ cao học đúng không thì chúng ta sẽ có là đại học hay đại học ok rồi à, vậy thì đấy là một số đấy là những cái cấp học của chúng ta từ nhỏ đến lớn đúng không tiếp theo chúng ta sẽ có cái gì đây new như các cự thì sẽ là nhập học nhập học đúng không tiếp theo có một cái từ nữa là sotzuyo sotzuyo là tốt nghiệp <laughs> hay ok tiếp theo là gì đây suseki đúng không suseki là có mặt là tham gia ý là có đi học đúng không ừ. và trái ngược với suseki thì chúng ta có ngay đằng sau sẽ là gì nhỉ keseki chữ khuyết đúng không keseki chữ khiếm hay là khuyết gì đó à, uh, ở đây sẽ mang nghĩa là vắng mặt Không đi học, nghỉ học đều được nhá Tiếp theo đằng sau Keseki sẽ là Toshokan sô cẳng là cái thư viện Đúng không? Hai, tư kỳ Kyo là lớp học, phòng học Hai. Ok, vậy là chúng ta đã kết thúc cái vòng đậm đầu tiên ở phía bên trong và cũng là những cái từ vựng mà nó quen thuộc của chúng ta nhất rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp sang cái vòng thứ hai ở bên ngoài với cái màu màu xanh nhạt hơn một chút. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu từ chữ shiritsu. Cái chữ bên trên cùng luôn đúng không? Shiritsu, chữ tư với chữ lập thì chúng ta sẽ ghép lại được tư lập, ý là đang nói về cái trường tư, đúng không ạ? Hai, tiếp theo bên cạnh nó về phía bên, bên tay phải chúng ta sẽ có từ cô đi tự công lập dễ hiểu rồi đúng không công lập hai tiếp theo cô cứ đi tự quốc lập đúng không ạ hai tiếp theo là cái từ tư ga tư là cái việc đi học đi học nhớ và tiếp theo nữa ga cư nên cư là năm học tiếp theo chúng ta có sau từ ga cư nên sẽ là từ fuzoku dốc fuzoku là trực thuộc là kèm theo. Hai, gạc à, kỵ gakki. Gakki. Chúng ta ghép Hán Việt lại được đúng không? Chúng ta sẽ có từ học kỳ. Đúng không? Học kỳ đúng không ạ? Tiếp theo là từ joshi Nữ tử đúng không? Thì ở đây đang muốn nói về một ngôi trường như thế nào đấy? Một ngôi trường mà dành riêng cho các bạn học sinh nữ, các bé gái. Đúng không? Hay, tiếp theo sẽ là Danjiko là sẽ, sẽ, là những cái ngôi trường mà dành riêng cho các bạn nam Đúng không ạ? Hay. Natsuyasumi Ok, cái này chắc chắn là ai cũng đã rất là quen thuộc đúng không? Đó là nghỉ hè Đúng không ạ? Tiếp theo là Cô Kote là sân trường nhé Tiếp theo Cô Sạ Cô này thì nó sẽ là nói về những cái tòa nhà những cái tòa nhà ở trong trường học ừ, có thể bao gồm cả lớp học có thể bao gồm những cái tòa nhà khác nằm trong khuôn viên của trường Được chứ? nó có thể là những cái như là thư viện này phòng uh, phòng thể chất này các thứ chẳng hạn đều gọi là Đấy chứ? hãy tiếp theo cục cư bang đi học thì không thể thiếu cục cư bang được đúng không ạ Thì nó sẽ là cái bảng gọi chung là cái bảng cục cư bang thì chính là cái bảng đen á còn bây giờ thì chúng ta còn có thêm cái gì nhở? À, Hạc cương là cái bảng trắng viết bằng cái bút dạ nữa đúng không nào? Tiếp theo chúng ta sẽ có từ là chikoku, chikoku thì sẽ là chậm, muộn đúng không? Tiếp theo là từ shokudo, shokudo là nhà ăn. Ok chúng ta đã kết thúc vòng thứ hai rồi đúng không? Và bây giờ sẽ là cái à, những cái từ vựng khó hơn ở vòng bên ngoài có màu trắng. Chúng ta vẫn sẽ À, bắt đầu từ cái dọc ở phía bên trên nhé là cái từ kenditsu vừa nãy chúng ta có shiditsu, koditsu, kukuditsu bây giờ chúng ta có kenditsu là uh, có thể là một ngôi trường do cái tỉnh đó lập ra được chưa? tiếp theo là shiditsu là một cái ngôi trường do cái thành phố đó lập ra đó kiểu như vậy nhé tiếp theo ngay bên cạnh nó thì chúng ta sẽ có từ vựng đó là từ kyogaku đúng không? kyogaku thì nói về những ngôi trường mà học chung cả học sinh nam lẫn học sinh nữ nhá Hai. rồi tiếp theo sẽ là từ si đại si đại à, nó sẽ là nói về chữ Dai trong đại gác cự thì sẽ là nói về cái trường đại học tư lập trường đại học tư ạ Hai. ok tiếp theo đi xuống phía dưới chúng ta sẽ có jo Shi đại thì nói về cái chữ Dai vẫn là trong từ đại gác cự đúng không nào, thì nó sẽ nói về những trường đại học mà chỉ có học sinh chỉ có sinh viên là nữ thôi nhá ok hay Tiếp theo là Yobiko Yobi, dự bị đúng không? Thì ở đây sẽ nói về những cái ngôi trường Những cái nơi mà để luyện thi Luyện thi vào đại học ạ Nhớ, luyện thi vào đại học Còn ở dưới có một cái từ cũng khá là giống Với cái từ đó nữa là cái từ trước cự Trước cự thì nó cũng có thể sử dụng cho cái trường hợp là à, Nói về những cái nơi để luyện thi vào đại học Thế nhưng mà nó chỉ nó sẽ không phải là chỉ riêng vào đại học mà nó có thể nói về những cái nơi học thêm bình thường bổ túc kiến thức bình thường nữa ok rồi tiếp theo là xem môn gạc cộ là những cái trường chuyên môn dạy nghề các thứ đúng không Hai chị xin như xe xin như xe là những cái học sinh mới mới vào Hai. mới nhập học đúng không tiếp theo thô cộ là việc đến trường thô cộ tiếp theo này tư sinh À, tư sinh kêu ý cự Cái từ này sẽ nói về cái việc học gì nhỉ? Học từ xa, học online. Hay, tiếp theo, ye cô, xuống trường đúng không? Ý là cái từ này không phải là đi học nữa mà nó là nói về cái việc tan học. Tan học nhá. Hay, tiếp theo, xin kêu, sinh kêu, à, tiến cấp đúng không? Ý muốn nói đến cái việc đó là học lên, lên lớp ạ. Hay, tiếp theo, 制服. Se là đồng phục đúng nào. Không? Không? Rồi. Và một từ nữa, một cái từ cũng rất là quen thuộc thôi, thay y cư khẳng. Thay y cư khẳng là nói về cái phòng thể dục, phòng thể chất. Và tiếp theo là cô nái là trong trường đúng không? Và cuối cùng à, liên quan đến chủ đề gạc cô thì chúng ta sẽ có một từ đó là, từ ưn đô cái. đô cái thì nói về gì nhỉ? Cái đại hội thể thao. Được chưa? ấy. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong một cái chủ một cái slide đầu tiên trong chủ đề liên quan đến gạc cô liên quan đến cái việc học hành của chúng ta rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước đến cái slide thứ hai nhá Tiếp theo đến với slide thứ hai thì chủ đề của slide này nó sẽ nên, uh, sẽ liên quan đến gạc xe liên quan đến học sinh đúng không ạ? Vậy thì chúng ta vẫn sẽ nhìn vào cái vòng tròn bên trong cùng là cái vòng tròn có những cái chữ đậm nhất nhá Đầu tiên sẽ là từ um, gạc xe trước đi, um, gạc xe là học sinh. Đúng ạ à, tiếp theo xuống phía dưới chúng ta có từ điêu gạc sẹ là du học sinh à, du học sinh và một từ nữa c tổ c tổ từ này cũng là học sinh thì cái từ gạc c và cái từ c tổ nó sẽ có một chút sự khác nhau cái từ c tổ thì thường là nói về những cái học sinh có thể là cấp 1, cấp 2, cấp 3 còn cái từ gạc xe thường sẽ là sinh viên đại học sử dụng cái từ gạc c này Đối tượng sẽ là những sinh viên học đại học thì sẽ dùng, sử dụng cái từ gạc xe Tiếp theo đằng sau từ c tổ chúng ta sẽ có một từ là từ senpai Senpai là những người đi trước, đàn anh, đàn chị đúng không? Và tiếp theo sau đó sẽ là sensei là giáo viên, thầy cô giáo Hoặc cái từ sensei này sẽ nói về những người mà sẽ chỉ dạy chúng ta Có thể gọi cả bác sĩ nữa Chứ không chỉ là nói về giáo viên ở trong trường đúng không? Ok, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang cái vòng thứ hai ở bên ngoài chúng ta sẽ có từ đầu tiên đó là từ sô gạc xe sô gạc xe là học sinh tiểu học Chả? từ tiếp theo chưa gạc xe là học sinh cấp 2, học sinh trung học đúng không và thứ ba cô cô xe là học sinh cấp ba và tiếp theo là đây gạc xe là sinh viên đại học được chưa nào Đằng sau từ dai chúng ta có một từ nữa là từ Jido Jido Nhi đồng Nhi đồng okay. Phía dưới nó chúng ta có từ kyo shi, kyo shi Là à, những người thầy nói chung Những người thầy nói chung Dạy bất cứ cái gì có thể có thể gọi là kyo shi Từ phía sau sẽ là từ kyo in. cái từ kyo in này sẽ mang nghĩa chung là giáo viên và sẽ thường là những cái giáo viên cấp 1, cấp 2, cấp 3 chỉ những giáo viên dạy ở trong trường học mọi người nhé những giáo viên dạy trong trường học và thường sẽ nói về giáo viên cấp 1, cấp 2 và cấp 3 còn cái từ kyoshi là những cái người thầy nói chung đúng không ạ rồi Hai, tiếp theo từ kyoju kyoju giáo sư giáo sư đúng không tiếp theo chúng ta có từ koshi là giảng viên bậc đại học nhé giảng viên đại học Tiếp theo chúng ta có từ cô hay Vừa nãy đã có từ xem tay là đàn anh, đàn chị, người đi trước Thì bây giờ trái ngược lại chúng ta sẽ có từ cô hay là đàn em, những người đi sau Đúng không? Những người tới sau Tiếp theo, nakama là bạn bè đúng không? Bạn bè Ok, vậy chúng ta đã kết thúc cái vòng thứ hai rồi Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái vòng ngoài cùng màu trắng nhá à, Chúng ta sẽ đi cái từ gakucho đầu tiên Từ gakucho ngay À, ngay bên ngoài cái chữ nakama đúng không và ở đây là học trường học trường à, tiếp theo chữ siêu siêu -shi. à, -shi ở đây là thạc sĩ đó, thạc sĩ tiếp theo bên cạnh nó là cái từ Tanki ki -dai viết tắt sẽ là than Tanki Dạ, thanh ki -dai viết tắt là than từ này mang nghĩa là trường cao đẳng nhá trường cao đẳng Hay. Tiếp theo chúng ta có từ Hakase Hakase là tiến sĩ Đúng không ạ? Phía dưới chúng ta có từ Junkyoju Vừa nãy chúng ta có từ Kyoju là gì đấy? Kyoju vừa nãy là giáo sư đúng không? Thì cái từ Junkyoju sẽ là phó giáo sư Phó giáo sư Đúng không? Hai, ok, phía dưới nữa chúng ta có một từ là gì nhỉ? Than cái từ than nhìn, sensei á thì sẽ nói về giáo viên chủ nhiệm đúng không? Ok, rồi tiếp sang phía bên này chúng ta sẽ có gì đấy? Thê gạc cư nền và khô gạc cư nền. Thực ra nó có một từ nữa là chư gạc cư nền. Thê gạc cư nền, chư gạc cư nền và cô gạc cư nền. Thì sẽ thường là nói về cái cấp bậc tiểu học ấy. Thê gạc cư nền sẽ là các ừ, các các bé năm 1, năm 2, tức là lớp 1, lớp 2 ấy. Sau đó khô, à chư gạc cư nền sẽ là năm 3, năm 4 và khô gạc cư nền sẽ là năm thứ 5 và năm thứ 6. Đó, nó chia ra như vậy nhá. Tiếp theo, Kyoto Kyoto ở đây là hiệu phó Hiệu phó Rồi, à, hãy, vậy là chúng ta đã kết thúc Slide thứ hai chủ đề liên quan đến gạc C rồi Bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo đến slide thứ ba nhé. Ở slide này thì chúng ta sẽ chỉ có hai vòng mà thôi và chúng ta sẽ cũng vẫn sẽ cùng nhau nhìn vào cái vòng đầu tiên ở bên trong nhé. Chúng ta sẽ có từ đầu tiên ở bên trên sẽ là từ shakai, shakai, xã hội, đúng không? Xã hội. Tiếp theo bên cạnh nó, bên phải sẽ là từ Jugyo Jugyo là giờ học Tiếp theo à, Ongak là âm nhạc Đúng không? Âm nhạc Và phía bên dưới là à, Dekishi Dekishi, môn lịch sử Phía dưới nữa là từ gai Kokugo là cái tiếng nước ngoài Tiếp theo Sugaku, toán học Số học đúng không? Số học Tiếp theo là ego, môn tiếng Anh này. Tiếp theo là chi đị, chi đị là địa lý. Đây là đang đều nói về những cái môn học ở trong trường đúng không ạ? Đấy. Ok, và ở cái vòng bên ngoài chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có ngay bên trên từ sky sẽ có từ cục cư gộ quốc ngữ. Như Việt Nam chúng ta khi nhắc đến cái môn cư gộ, môn quốc ngữ đúng không? Thì chính là nói về môn môn văn học ạ đúng không? Rồi tiếp theo từ bên cạnh nó bên phải sẽ là từ san sự nói về môn toán. À, môn toán. À, ở phía xuống phía dưới chúng ta có từ kagaku môn hóa đúng không? À, tiếp nữa chúng ta có từ đi dika đi thì nói về những cái môn khoa học tự nhiên. Được chưa? Bên cạnh nó chúng ta sẽ có từ thai taiik thai là thể dục. Ý đang muốn nói về môn thể dục đúng không? À tiếp theo vật, tư đi, vật lý, vật lý và lên trên nữa, giết sự là nghệ thuật. Tiếp theo, bijutsu là mỹ thuật. Và cuối cùng là seibutsu cự là môn sinh vật học. Ok, đều là những cái môn học khá là quen thuộc với chúng ta nên là chắc hẳn là sẽ không có gì khó khăn cả đúng không nào? Ok, tiếp theo đến với slide thứ tự ở slide thứ tư này thì chúng ta sẽ có chủ đề đó là chủ đề liên quan đến mà bự liên quan đến việc học mà bự là học đúng không? thì chúng ta sẽ vẫn sẽ nhìn vào cái vòng tròn bên trong cùng đầu tiên đã đầu tiên benkyo benkyo rất là quen thuộc đúng không là học này benkyo tiếp theo fukushu fukushu sẽ là ôn uh, tập lại ôn tập lại uh, thứ ba yoshu siêu là cái việc chuẩn bị bài trước Chuẩn bị bài trước khi lên lớp, trước khi vào học ạ Tiếp theo là từ Shukudai Shukudai thì sẽ là gì nhỉ? Bài tập đúng không? Shukudai là bài tập này Tiếp theo, Sakubun Sakubun là nói về những cái bài văn Bài văn nhá Tsugi, Depoto Depoto là cái bài báo cáo của mình á Báo cáo Tsugi, Oshieru Oshier là dạy Đúng không? Dạy Dạy cho ai đó sử dụng trợ từ gì đấy mọi người Nhi đúng không? Gạc xe nhi Hay là à, dạy à, tiếng Nhật cho à, cho em gái chẳng hạn Imoto nhi Nihongo Oshier Ok Hay, Rồi tiếp theo chúng ta có hai từ liên quan đến từ điển Là từ Jiten và Jisho Mọi người hãy nhớ hai từ này đều mang nghĩa là từ điển là được Hãy tiếp theo chúng ta sẽ đến cái vòng thứ hai ở ngoài từ đầu tiên chúng ta sẽ à, bắt tay vào cái từ đó là từ doryoku. Doryoku là nỗ lực, cố gắng đúng không ạ? Hay ok. Từ bên cạnh nó chúng ta sẽ có từ gì nhỉ? tự Jishuu Tự đúng không? Và chữ à chữ, chữ tập trong từ narau. Thì cái này ghép lại chúng ta sẽ có cái nghĩa là gì nhỉ? Tự học. Jishuu. Tiếp theo gakushu. Gakushu thì nó đơn thuần là À, học, được chưa? học và nó sẽ nói về cái 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 việc học nó bài bản, nó mang tính kế hoạch theo cái khuôn khổ ở trường học. Tiếp theo ở phía bên dưới, koukasho là sách giáo khoa, koukasho. Tiếp theo nữa là từ teishutsu, teishutsu là nộp, nó có nghĩa giống với cái từ dasu, nộp. Shukudai o dasu, teishutsu đúng không? Tiếp theo là từ gaku ryoku Gaku ryoku thì sẽ mang nghĩa là học lực Chúng ta ghép hán việt lại được đúng không? Học lực Tiếp theo là sang cô là tham khảo Sô đang nói về một cái loại sách nào đó đúng không? Thì đây đang nói về cái sách tham khảo nhé Tiếp theo, shime kiri Shime kiri là cái hạn chót Hạn cuối để làm một cái gì đó Hay. Tiếp theo là từ KANSHIN Khan là cái sự quan tâm ừ. Hãy tiếp theo Chí sĩ là cái tri thức, cái kiến thức à, Tiếp nữa là một từ Ô sô wa Ô cái từ này rất là nhiều bạn bị nhầm nhá. Chúng ta có một chữ kanji là cái chữ giáo Thì có hai động từ, hai cái âm cân liên quan đến nó Một cái là ô xê -so à, thì vừa nãy chúng ta biết rồi đó, Vừa nãy chúng ta biết rồi Rất là quen thuộc là dạy cho ai đó một cái gì đấy Còn được. Cô xoa đự là được dạy Được dạy cho Và bản thân cái từ vựng này nó đã là một động từ để ở dạng bị động rồi Thế nên là nó sẽ không chia về dạng bị động tiếp nữa Tức là đứng nguyên như thế này Để nguyên là ô xoa đự nó đã là cái dạng bị động rồi Thế nên là sẽ không chia sang dạng bị động tiếp nữa Ok không nào? Ừ. Được dạy mọi người nhá Được dạy Hai, ok Tiếp theo, Kyoku Cái trí nhớ, cái ký ức, đúng không nào? Và từ nữa, ăn Anki kỵ là cái việc ghi nhớ Học thuộc lòng Ghi nhớ hay là học thuộc lòng Được chưa? Rồi. rồi, ok, vậy là chúng ta đã kết thúc cái vòng thứ hai Và cuối cùng là một vài những cái chữ màu trắng Ở vòng cuối cùng ở bên ngoài đúng không? Chúng ta có ngay từ uh, Cái cái từ ngay bên ngoài của chữ ăn vừa nãy Đó chính là cái từ chô dạy Chô dạy nói về những cái giáo trình Sử dụng để giảng dạy ừ. Tiếp uh, theo Ngay bên dưới nó sẽ là từ Độc cư gác độc cự cái chữ đấy chính là cái chữ hito đi trong từ một mình hay là trong cái từ dokushin cư là độc thân đúng không vậy thì cái từ này mình cũng liên tưởng để mình nghĩ nghĩ đoán nghĩa thôi thì nó sẽ mang nghĩa là gì ừ, học một mình đấy đúng không chính là tự học như thế nào Hai, rồi xuống phía dưới chúng ta có từ yaruki 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 ga được yaruki ga này thì nói về cái hứng thú cái động lực để làm một cái việc gì đó có thể là học hành có thể là làm việc gì gì đó vân vân nhá thì là có hứng thú hay là không có động lực làm hay là không thì dùng giá được được giá gà ok rồi tiếp theo xuống phía dưới chúng ta có từ yêu tô sẽ sẽ là nói về những sinh viên những cái học sinh mà giỏi ưu tú xuất sắc tiếp theo à, chúng ta có từ ý cự nói về cái ý muốn cái mong muốn và cuối cùng ở phía bên trên chúng ta có từ siêu cự thì nó nói về cái việc là mình à, học được học hỏi được những cái kiến thức mới gì đó. Hai. ok vậy là chúng ta đã kết thúc cái slide này rồi. cuối cùng chúng ta sẽ đi đến một slide nữa. học hành tự học hay là học ở trường học với ai đi chăng nữa thì cuối cùng cũng phải có những cái bài kiểm tra những cái kỳ thi đúng không ạ? và chủ đề của cái slide cuối cùng của chúng ta sẽ liên quan đến Shiken là thi cử. Hai. vậy thì chúng ta vẫn như thường lệ nhìn luôn vào cái vòng trong cùng nhá. chúng ta sẽ có bốn cái từ vựng được in đậm nhất. cái từ đầu tiên gặp cướp gặp cứ nói về khoa khoa học khoa nào khoa nào đấy tiếp theo xem môn là chuyên môn tức là mình giỏi về một cái chuyên một cái chuyên môn nào đó rồi tiếp theo môn đáy môn đai là những cái vấn đề hay là những cái câu hỏi và cái từ thứ tự là từ cô ghi cô ghi thì nói về những cái giờ giảng ở những trường đại học nó không đơn thuần là dư bình thường nữa đúng không rồi vậy thì chúng ta đã à, hoàn thành xong cái vòng đầu tiên với những cái chữ in đậm nhất ở phía bên trong. Bây giờ sẽ là cái vòng thứ hai ở phía bên ngoài. Chúng ta sẽ bắt đầu bởi bằng cái từ đó là cái từ à, gakka gakka thì nói về chuyên ngành chuyên ngành. Tiếp theo chúng ta có từ choyo choyo kyo -yo", là giáo dưỡng. Hay nói Việt Nam mình có cái từ văn hóa. Chúng ta hay nói ai đó là vô văn hóa, không có văn hóa chẳng hạn. Thì mình có thể sử dụng cái cách nói đó là kyo yoga nại kyo yoga nại tức là không có không được giáo dục tốt không có văn hóa hay là xuồng xã hơn sẽ là mất dạy đấy đúng không ok tiếp theo ở phía bên dưới chúng ta có từ kyo cô cô là nghỉ dạy tức là giáo viên nghỉ dạy không lên lớp tiếp theo chúng ta có từ ensured diễn tập thực à, luyện tập hay là thực hành à, tiếp theo nữa chúng ta có từ gì đấy do là du học đúng không ạ? À, ở bên trên chúng ta có từ dai các cự các cự là đang học dai các cự uhm. tiếp theo phía dưới chúng ta có gì đấy sinh các cự sinh các cự là học lên đúng không học lên tiếp theo chúng ta có từ dư ken Dư ken này nó chính là cái việc mà mình tham dự thi tham gia dự thi tiếp theo nữa cho cả cả là đánh giá đúng không À, bên trên nó sẽ là maintain Mang là Cái gì đây <laughs> ờ, điểm tối đa, đúng không? Đạt điểm tối đa Từ này chắc hẳn là rất là quen thuộc này à, Tiếp theo chúng ta có từ go cự là đỗ này các cự là đỗ à, Từ tiếp theo nữa là tên sự sự thì sẽ là điểm Điểm số à, Tiếp theo sinh cô cô là chuyên ngành không? Chuyên ngành, tức là mình đang học cái chuyên ngành gì đó Tiếp theo là Kate, Kate này nó bằng cái từ cô sự nói về cái khóa học nhá, khóa học. Ờ, và từ nữa là từ sen ta cự. Sen ta cự thì nó sẽ là à, cái việc lựa chọn. Lựa chọn nó bằng một cái từ đa bựa. Và cuối cùng cái từ gì siêu siêu là thực tập, đúng không? Dì thực tập Ok, Hay, và tiếp theo sẽ là những cái chữ màu trắng ở vòng ngoài cuối cùng Chúng ta sẽ bắt đầu ngay cái chữ cạnh chữ Jishu luôn là cái chữ thay ga cự. Thay ga cự là nghỉ học, tức là sẽ dừng luôn cái việc học. Dừng luôn cái việc học, không đi học nữa. Tiếp theo chúng ta có từ Shindo độ, là cái con đường tương lai, con đường phía trước. Hãy, tiếp theo, new shi. New shi là nói về cái kỳ thi đầu vào á. Kỳ thi nhập học, kỳ thi đầu vào á. Tiếp theo là từ Shibo Shibo nói về những cái nguyện vọng Những cái mong muốn Được à, Tiếp theo nữa là từ Kimatsu Testo Kimatsu Testo thì nói về cái Bài test, bài kiểm tra cuối kỳ Hay. Tiếp theo là Gansho Gansho nói về cái đơn Cái đơn nói chung nhé Tiếp theo Hensachi 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 nói về cái giá trị sai lệch tiếp theo là từ sứt sư găng sư là cái việc nộp đơn nộp đơn tiếp theo lên bên trên nữa chúng ta có từ thục cư tem là cái số điểm mình đạt được tiếp theo bên trên là c cái là chính xác đúng không c cái à, trên nữa ấy, chúng ta có một từ là phù gô ca cự cự là trượt Phù gô ca cự đạt tạ à, tiếp theo chúng ta có từ hịch xưa siêu là cái gì đó cần học cái gì đó bắt buộc, nói về những cái học phần bắt buộc mà chúng ta phải học ấy, không được phép bỏ ạ, đúng nào? Tiếp theo là từ gakui. Từ này có nghĩa là học vị là danh vị cấp cho người có trình độ học vấn nhất định. Và bên cạnh nữa chúng ta có từ rất là quen thuộc luôn, gakugy, đúng không? hi chính là học phí rồi này. Và tiếp theo nữa là kyogaku, cự thì sẽ là à nó sẽ là cái việc mình nghỉ học nhưng mà nó sẽ là nghỉ tạm thời thôi hay là mình bảo lưu lại thôi chứ mình chưa nghỉ hẳn còn cái từ thay các cự vừa nãy chúng ta gặp ấy thì nó sẽ là cái việc mình dừng hẳn cái việc học và mình không tiếp tục đi học nữa à, và cuối cùng một từ nữa là cái từ do nên à, kết thúc bởi một từ một cái từ có cái sắc thái không tốt lắm nha à, từ do nên này nó sẽ mang nghĩa là lưu ban là tiếng việt mình có một cái từ xuồng xã hơn là cái từ đúp đúp đúng không? <laughs> <Đúng> hay <không? cười> ok À, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái chủ đề ngày hôm nay là những chủ đề liên quan đến việc học tập liên quan đến học sinh liên quan đến những uh, vấn đề của ở um, uh, trường học của chúng ta đúng không nào hy vọng là những cái từ vựng này sẽ có thể giúp ích cho các bạn nhé hãy thiếu ạ, see you tomorrow, mata ne